Kêu chú đi cho kích thích. Lộc áo ơi. À đây. Phải. Đổi wifi. À, đổi wifi à. Ok chào. Đi vô. Bé đi bao tuổi là bị tái nha. Công đi, số 4 đâu ơi? Đây nè, gốc cây. Rồi, hai. Bình tĩnh. Nó găm vô cái bờ tường, mấy tao đang sau bờ tường mà cái đạn. Đạn nó găm vô tường á. Đạn găm tường là tắt không à. Này đang làm tao sợ nhưng mà biết đâu? Biết có hack hay không thì không biết. Đằng này hack thôi bỏ gì đâu. Thiếu cái. Ok, ngày mai tao dẫn mày ra Thái Lan Thiến. Thiến đi. Có nữa nè. Phía tao gì vậy? Sao cũng tao cũng nghe nè. Ơ nó gặp đạn luôn rồi nè, nó gặp đạn vô tường của nhà tao luôn này. Phía tao vậy tao cũng nghe sẹt qua tai tao luôn nè. Nó gặp đạn tạch luôn này. Xong rồi. Có am rồi, có am đâu đây vậy? Cái thằng này nó tắt am bật am. Hắc kính rồi. Má vậy. Lên luôn em ơi. Chưa. Bây giờ nè, tao công cách là kiểu của TikTok. Tao cũng chơi luôn. Ok. Sẽ móc nhiều vô. Rồi. Chơi. Ông ơi mẹ đây rồi đang ơi. Nó gần kìa bé. Ê lá. Không nhìn thấy cái gì cả. Nó đứng mặt mình luôn rồi. Chẳng quá. Nó đang ở trong đang ơi. Mày đâu đi đâu, tao kiếm mày nãy giờ tao không thấy mày đâu. Tôi lên tầng 1. Còn nó đi sóc lên đường thẳng. Tao lao chán thiệt chứ. Rồi bạn ơi, bạn ơi, tôi về cứu mấy người. Awesome. Ủa sao thằng kia đâu ta? Ủa? Sao thằng kia đâu ta? Chúng hết trơn mà vô vậy. Ủa? Quay được.